mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đến khi bò ba và bò bốn nắn khóc rôm rốc tiến lại gần xe Jun, đám sói đã thó được cái nón của hắn và nhảy phốc về hướng ngược lại. Trông chúng nó rất lành lặn khỏe mạnh, hiện đang cách khá xa khoảng cách có thể bị bò ba cho ăn đấm. Xe Jun ngỡ ngàng đưa tay sờ lên mái đầu lòa xòa của mình, không thể tin được bọn này tiện thể hốt mấy cái nón rơm. Quýt trên vai hắn bất bình lên tiếng, mấy đứa chó này giả vờ ngất xỉu đế cố tìm cách trộm cái nón rơm đó đây mà. Elka mặc kệ lời xỉ vả, miếng ăn của cả bộ tộc sói sáng bạc đã nằm trong tay nó. Vội đưa cái nón lên miệng ngậm lấy, tộc trưởng quay đầu gọi Elkow, Elki, cùng rời khỏi nơi này thôi. Ai cho mà đi, quên mất chủ nhân lãnh địa này là ai rồi à? Một cái chân to khủng bố đặt dầm xuống trước mặt đàn sói khiến chúng khựng lại. Nét lo lắng hiện rõ trên mặt Elka, dần căng thẳng hơn khi nhìn thấy gấu đỏ mẹ đang gầm gừ nhìn xuống mình với đôi mắt đỏ quạch. So về kích thước khỏi phải nói, chắc chắn mẹ gấu đỏ áp đảo, cái bóng to lớn của nó phủ xuống đầu đến tộc trưởng Elka cũng không biết phải chạy đi đâu. Miệng ngậm cái nón của nó méo xệch, nó đâu phải bọn nhân ngư biết trên tầng 99 có một con quái vật kinh khủng như vậy. Vừa hở một tiếng, gấu mẹ đã nổi điên dậm mạnh bàn chân xuống mặt đất nghe uỳnh. Cả nhóm sói vội nhích ra sau để tránh bị vạ lây, chúng co cụm vào nhau, đầy sợ hãi khi gấu mẹ há miệng giống một tiếng muốn thổi bay sạch lông sói. Mới một tiếng thị uy thôi đã khiến cả bọn chết khiếp, nếu cứ lì đòn chọc nữa, khéo nó hóa kiếp cả bọn mất thôi. Elka thả cái nón rơi xuống đất, đứng bằng hai chân sau, giơ chì trước lên nhìn gấu mẹ với vẻ thành khẩn, đầu hàng. Tôi đầu hàng mà. Lát sau chiếc nón rơm đã về tay anh nông dân xe Jun cho hắn vỗ phạch phạch, phủi sạch toàn bộ bụi bẩn bên trên. Cái nón có mẻ một chút chỗ Elka cắn nhưng đội lên vẫn vừa vặn lắm. Xe Jun không khỏi mừng rỡ khi nhận ra nó không sao cả, không rách là được rồi. Ông chúa hai tò mò bay vòng quanh đầu hắn xem thử, chẳng hiểu sao chỉ là một cái nón mà anh nông dân lại nhẹ nhõm đến thế khi biết nó còn nguyên vẹn. Vật phẩm đã lấy lại thành công, xe Jun nhìn về phía trước xem mình phải quyết định như thế nào, có vẻ khó nhằn lắm đây. Bên trái đám sói là hai nhân ngư to lớn đang có bản nhìn bọn chúng, bò ba lơ cơ bắp của cô ra gầm gừ, đáng lẽ mình bên bẻ chân bọn này mới phải. Gấu đỏ mẹ vẫn còn nguyên vẻ giận dữ, giật đầu đồng tình bằng mấy tiếng cu ông quen thuộc. Bên dưới là khục khục đang chiếu ánh mắt hình viên đạn vào thủ lĩnh tộc sói, láo nháo là nó và cho vỡ mồm. Elkow và Elki tất nhiên không dám lên tiếng, ủ rũ cúi đầu để không nhìn ai trong số đám này cả. Giờ mình phải làm gì với đám quái vật đang giận dữ này đây? Đúng lúc này Quýt thể hiện vai trò thông dịch viên rất tốt, nó chạm vào chân khục khục, bảo rằng chủ tịch ơi, gấu nhỏ nói chúng ta nên ăn bọn sói này luôn đi. Nhìn cái mặt cáu kỉnh của nó là biết không hề xạo sự, chỉ có xe Jun hốt hoảng với cái ý kiến ăn thịt sói đó. Hắn nhẹ nhàng tiến lại xoa đầu gấu đỏ, giảng giải không được đâu khục khục à, mày ăn chút mật ong thay cho bọn nó được không? Ông chúa hai sẽ đưa cho mày một ít nhé. Nghe đến mật ong thôi là đôi mắt của khục khục sáng rỡ, mồm chảy nước miếng liền à, đúng là một đứa trẻ dễ dãi. Thêm ông chúa trước mặt gật đầu liên tục nữa, hai đứa nhanh chóng chạy đi, nhiệt độ của đám đông lập tức giảm xuống. Quýt phốc lên người anh nông dân, bám lên quần hắn khi xe Jun cố làm mọi người bớt căng thẳng. Nào nào mọi người, bình tĩnh lại đừng có giận nữa. Đến đây ngồi nói chuyện chút đi. Chủ nông chạy lên tiếng nên cả bọn hòa hoãn nghe lời, bò ba khoanh chân ngồi ngay chỗ nó vừa đứng, gấu đỏ mẹ thấy thế cũng lục tục làm theo, chỉ có Elka là đang khó hiểu tự hỏi. Hừng, tại sao đám nhân ngưu và gấu đỏ khổng lồ được mang danh mạnh khủng khiếp, lại ngoan ngoãn nghe lời tên con người kia đến vậy? Elkow lên tiếng thêm vào, tộc trưởng à, thương mèo lữ hành kia rõ ràng lúc nãy đã gọi tên đó là chủ tịch. Hay đó là một loại biệt danh nào đó được dùng ở tầng 99? Bỗng dưng Elkio mặt rú lên đầy sợ hãi, là rồng đen đó. Nếu không phải là rồng đen thì chẳng thể nào đám quái vật ở tầng 99 nghe theo lời hắn ta đâu. Elka và Elkow chưa kịp nói gì, Elki đã tiếp tục bay bài, chắc chắn là rồng đen vĩ đại thật sự có tồn tại. Chủ tịch là cách mà chúng nó gọi con rồng đen đó đó. Tuy Elka không rõ thực hư nhưng lời Elki nói quả thật cũng có lý. Ai trong bọn quái vật ở các tầng tuy chưa tận mắt nhìn thấy nhưng đều đã nghe về rồng đen vĩ đại cai quản tầng 99 có sức mạnh đến mức nào. Có điều thủ lĩnh sói bạc đầy nghi hoặc nhìn Sejun, chẳng lẽ sinh vật trong truyền thuyết đó lại là tên con người trông yếu ớt này? Bỗng chốc thấy mình thu người lại hẳn, Elka chìm trong suy nghĩ mông lung của mình. Đừng nói với mình hắn đang trong hình dạng này để làm kẻ thù mất cảnh giác đấy nhé. Mình hiểu rồi, đây toàn bộ chắc chắn là thử thách của rồng đen. Đột nhiên Aileen hào hứng đứng dậy vỗ vỗ cặp cánh phụ họa. Rõ ràng bọn kia đã nhầm lẫn anh nông dân là kẻ quyền lực nhất tòa tháp, nhưng chẳng phải như vậy cũng tốt hay sao? Thế là Aileen nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Sejun. Hắn không ngờ bảng thông báo lại đến vào lúc này, có hơi ngạc nhiên đôi chút. Trên đó viết quản lý tòa tháp bảo cô ấy đặc biệt bỏ qua chuyện bạn giả vờ mình là rồng đen vĩ đại. Nhiệm vụ mới, hãy cho bộ lạc sói bạc thấy thế nào là uy quyền của rồng đen vĩ đại. Phần thưởng, niềm vui của Aileen, không đáp ứng nhiệm vụ sẽ nhận được sự thất vọng của Aileen. Sejun nín thin đọc đi đọc lại mà không đáp nên cô rồng hiểu hắn đang bị xỉ keo cứng ngắc. Bảng tin nhắn hiện ra liên tục để động viên hắn mạo danh mình đi, chắc chắn nó sẽ giúp ích nhiều lắm đó. Mãi một lúc anh nông dân mới giật bắn mình nhận ra ý định của Aileen, mà bởi vì nhận ra nên hắn mới tái mét như thế. Trời đất cha mà ơi, vậy là Aileen thật sự là rồng đen, không phải lợn có cánh hả? Mình thật là tội lỗi, mà cũng phải thôi. Sejun tự cười vào cái bản mặt ngu ngơ của mình, Aileen được gọi là quản lý tòa tháp cơ mà, mình đã nghi nghi rồi mà không phát hiện ra chuyện lạ. Quýt chẳng biết diễn biến tâm lý của Sejun đi đến đâu, nó hốt hoảng gọi chủ tịch à, có chuyện gì thế? Hắn không đáp lời, nhanh chóng đưa ra quyết định, Aileen đã muốn như vậy thì mình cũng phải vui vẻ làm chuyện đấy cho cô ấy chứ nhỉ?
Thế là Sejun khoanh tay, lẩm nhẩm hừm, người nói rồng đen hả? Ờ thì, thế là ta đã bị phát hiện mất rồi. Ta nghĩ không ai có thể nhận ra ta trong hình dạng này cơ đấy. Đã diễn rồi thì diễn cho chót. Sejun đưa tay lên mặt, ánh mắt diễn xuất đạt dài Oscar đi đôi với tông giọng trầm trầm oai hùng. Hô hô, đúng vậy đấy, ta chính là rồng đen vĩ đại đây. Sao các ngươi dám thèm khát vật phẩm của ta và đe dọa thuộc hạ của ta hả? Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cả khoảng đất rơi vào im lặng, không ai dám nói lời nào hết. Ba con sói quỳ rạp trên nền đất lạy lục nãy giờ rồi, có khác chỉ là hai cặp mắt nhân ngư chiếu thẳng vào Sejun, khó mà giấu được vẻ ngạc nhiên, chẳng qua bọn chúng chẳng nói gì. Aileen không giữ được bình tĩnh như vậy, cô ấy thét lên, trời đất ơi, anh ấy đang làm gì vậy? Đây đâu phải những gì mình muốn đâu. Ê, chuyện này có phải thật không vậy? Ăn ngay một cái cốc đau điếng, thật hay giả cũng đâu tới lượt chúng mình bàn đâu bạn. Quýt níu vai áo Sejun, hỏi nhỏ chủ tịch Park đang làm gì thế, làm người ta nổi hết da gà luôn à? Vẫn giữ vẻ mặt khệnh khạng, Sejun chìa ra một thanh xúc thưởng, đường hoàng đưa cho thuộc hạ đáng yêu của mình. Chẳng phải ngươi muốn được rồng đen vĩ đại để mắt tới sao? Quan trọng không phải là những gì Sejun nói, mà là những gì hắn đưa ra. Quýt giật thanh xúc thưởng rồi tiếp đất ngay, tay vừa cho nó vào túi không gian, chân vừa trà lên mũi LK mà tuyên bố, chủ tịch Park chính là rồng đen đó. Ta chính là thuộc lạ của rồng đen, tất cả mọi người hãy quỳ gối trước rồng đen đi. LK cúi càng sát mặt đất, tiếp tục thành khẩn xin lỗi quý ngài rồng đen vĩ đại. Đã phục tùng nên nói nhã nhặn nhận tội, tôi đã phạm một tội to lớn mà không thể nào được tha thứ. Tôi, LK, tộc trưởng của bộ tộc sói bạc sẽ từ bỏ mạng sống mình tại đây. Nhưng tôi rất hy vọng ngài có thể thương xót những kẻ thấp kém này mà bỏ qua lần này. Được thôi, Sejun hào sảng bảo cả bọn đứng lên đi. Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội đặc biệt để được tha thứ cho tội lỗi của mình. LK ngạc nhiên ngước lên ngay, ngài nói thật sao? Nó nhìn bàn tay trần đưa ra của Sejun cùng đôi mắt hớn hở của hắn khi thốt ra. 10.000 đồng tiền tháp mà á khẩu. 10.000 đồng tiền tháp chính là cái giá cho việc săn đuổi mạng sống của thương mèo lữ hành. Ta sẽ tha nếu các ngươi có thể trả được chừng này. Cái gì cơ? El câu và El kỳ trồm lên nhắc lại với vẻ không tin được. 10.000 đồng vàng cơ á? Trái với vẻ hoảng hốt của đám sói, Quýt sáng rực hai mắt nhìn chủ tịch hỏi lại. Mạng của tôi đáng giá nhiều thế sao? Tất nhiên rồi. Sejun khẳng định, cậu là thương mèo lữ hành, chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm của nông trại tôi cơ mà. Mà trên hết nữa, Quýt, lấy hợp đồng ra đây. Con mèo ok ngay, lục lọi trong túi không gian của mình tìm thứ được yêu cầu. Ở bên cạnh, LK rụt rè lên tiếng, thưa rồng đen vĩ đại, chúng tôi thật sự không có nhiều tiền đến thế đâu ạ. Quýt ném phịch tờ giấy xuống đất, hét lên đầy bực bội, không hề quan tâm đến vẻ khúng núm của đàn sói một chúng nào. Nếu không có tiền thì cứ lấy thân mà chuộc tôi đi. Là sao cơ, lấy thân chuộc tội là sao? LK cúi người xuống hỏi Quýt. Nó cười gật đầu, các ngươi trả giá bằng cách làm việc ở đây đó. LK lập tức tiến lên nhắc ngay, tộc trưởng à, vậy còn hợp đồng với Grid thì sao? Đó chính xác là chuyện mà LK đang suy nghĩ. Quái vật trong tòa tháp đen luôn biết chúng chỉ có thể giao kết hợp đồng với một bên duy nhất mà thôi. Vậy nên tộc trưởng bây giờ phải suy nghĩ dữ dội lắm. Toàn bộ sự sống của bộ lạc đang đặt trên vai mình cơ mà. Dẫn đầu nhóm sói, LK quỳ rạp trước mặt Sejun, không muốn lắm nhưng cũng phải nói ra lời xin lỗi hỡi quý ngài rồng đen vĩ đại. Chúng tôi không thể làm theo lời ngài được. Vì sao lại thế? Cả Sejun cả Quý đều ngạc nhiên không thôi. Mới lúc nãy còn đòi chết để đền tội, sao bây giờ bảo làm việc cho nông trại đã từ chối? Có điều Sejun chưa lên tiếng, tin nhắn của Aileen đã bực bội nhảy ra. Quản lý tòa tháp bảo rằng cô ấy không thể tha thứ cho kẻ dám từ chối lời đề nghị của rồng đen. Thế là để giàn hòa cả hai bên, Sejun nhẹ nhàng quỳ xuống ngang tầm tộc trưởng LK, hỏi nó chắc chắn phải có lý do chứ phải không? Ngươi có thể nói cho ta biết không? LK thành thật khai báo, ở tầng 85, nơi bộ lạc của tôi đang sinh sống, hiện đang phải hứng chịu đợt thiếu lương thực trầm trọng bởi hạn hán kéo dài. Vì vậy những kẻ có sức mạnh như chúng tôi trở thành lính đánh thuê tự do và được địa chủ Grid thuê làm việc cho để thi thoảng cung cấp lương thực cho tầng 85. Nó xòe một cái móng, chỉ lên đầu Sejun, nhỏ giọng bảo nhiệm vụ mà lần này Grid đưa cho chúng tôi chính là tìm và trộm cái nón rơm đó về. Bây giờ chúng tôi đã biết đó hóa ra lại là một vật phẩm của rồng đen vĩ đại nên kế hoạch chắc chắn đã thất bại. Bởi vậy thức ăn đang được cung cấp cho tầng 95 chắc chắn sẽ bị ngừng. Và trong lúc chúng tôi đang làm việc cho rồng đen vĩ đại, những con sói trẻ trong bộ lạc của chúng tôi sẽ bị bỏ đói đến chết mất. Nên là, mong ngài hãy thương xót chúng tôi, để chúng tôi được trả giá bằng mạng sống của mình, thưa rồng đen vĩ đại. Hóa ra là vậy, Sejun cuối cùng đã hiểu ra, hắn hòa nhã hỏi tên ngươi là gì. Quýt nghe câu chuyện tội nghiệp của tộc sói xong cũng chẳng còn hung hăng nữa mà trèo lên vai Sejun ngồi hóng. Coi sói lớn tuổi cúi đầu, xưng mình là LK thưa quý ngài rồng đen vĩ đại. Sejun hỏi luôn, LK, người nghĩ nơi này là nơi thế nào? Con sói ngạc nhiên cùng đồng bọn của nó nhìn quanh quất, thấy mấy ngọn cây mọc thẳng hàng trên đất đã được cày bừa, ngập ngừng đáp là nơi là ngài trồng trọt mùa vụ. À, đột nhiên LK nhận ra lời mình vừa nói, nếu nơi này là một nông trại thì chẳng phải rồng đen vĩ đại cần mình làm việc trên nông trại hay sao? Sejun lập tức đưa tay ra cho LK, bảo nó đứng lên, ta đã thêm một điều kiện vào hợp đồng này rồi, điều kiện để toàn bộ lạc của ngươi có thể trả 10.000 đồng tiền tháp. Đổi lại, trong suốt thời gian các ngươi làm việc ở đây, ta sẽ cung cấp đồ ăn cho toàn thể bộ lạc sói bạc được ấm bụng. Sejun rạng rỡ thông báo với LK, thấy nó im lặng một lúc bèn hỏi, ngươi thấy sao? Quýt mỉm cười trên vai hắn như muốn thúc giục, còn gì nữa mà không chịu. Tất nhiên là chịu rồi, LK và LK ôm chầm lấy nhau sung sướng kêu lên, thủ lĩnh ơi, vậy là chúng ta không còn cần nghe lệnh của con lợn chết tiệt đó nữa rồi. Sống rồi,
Elka chưa đáp đã nghe bọn nó mừng rỡ như vậy, nhanh chóng gọi cả hai lại hành lễ. Xin cảm ơn rồng đen vĩ đại. Cảm ơn ngài rất nhiều, chúng tôi sẽ làm hết sức. Nói đến chuyện đó, tộc trưởng không giấu nổi giọt nước mắt xúc động. Vấn đề nguồn cung thực phẩm xung đột với lòng tự tôn của bộ tộc sói bạc nhức nhối bao lâu nay, giờ đã có cách giải quyết, mà cách này khiến ai cũng vui vẻ không thôi. Đến bò 3 và bò 4 cũng thấy vui nữa mà, không ai còn hung hăng muốn giải quyết đám sói, ai cũng mừng khi câu chuyện này có kết cục tốt đẹp. Ai Linh ngẩn ra xem diễn biến qua quả cầu, quả thật không ngờ chuyện Sejun làm ra lại có thể đưa đến niềm vui như thế. Môi cô rồng bất giác nở một nụ cười, tự dưng thấy đáng yêu ghê gớm. Bảng trạng thái hiện ra thông báo, nhiệm vụ đã hoàn thành. Quản lý tòa tháp đang cực kỳ vui sướng bởi danh hiệu của rồng đen vĩ đại đã được tăng lên. Elka sau đó lăn dấu chân của mình vào tờ hợp đồng, từ nay chính thức trở thành một thành viên trên cánh đồng của Sejun. Hắn đưa tay về phía Quýt giới thiệu, trong hợp đồng có nói rồi đó, thương mèo lữ hành đây sẽ cai quản các ngươi trong tương lai. Các ngươi sẽ trở thành cấp dưới của thương mèo Quýt nhé. Tự dưng lại được thăng cấp, Quýt hồ hởi chỉ vào mình nhắc lại, các ngươi nhớ phải nghe lời ta thật tốt từ bây giờ đấy. Nó phát huy vai trò cấp trên của mình rất tốt, đưa đàn sói đến chào bò 3 và bò 4. Họ là tiền bối của mọi người đấy, hãy làm việc với lòng kính trọng nhé các nhân viên của ta. Đàn sói cúi đầu chào hỏi khiến Quýt vui lắm, nó cười phớ lớ nghe Elka xin lỗi nhân ngư. Mọi chuyện đang khá êm xuôi, nhưng có một chuyện cứ làm Sejun suy nghĩ mãi. Địa chủ Grid mà mấy đứa nó nhắc đến có phải là một tên khó chơi trong tháp này không nhỉ? Chắc sẽ có nhiều vấn đề đe dọa đến mình trong tương lai. Từ bây giờ may mà có đám sói này bảo vệ Quýt mỗi khi nó đi xuống các tầng thấp hơn. Vậy thì bò 3 và bò 4 sẽ thoải mái ở đây cày bừa cánh đồng hơn. Thật là một công đôi chuyện, Sejun đang ngẫm nghĩ chợt thấy Quýt tiến lại kêu đói bụng quá chủ tịch ơi. Cho tôi ít cá, chia cho bọn sói này cùng ăn nữa nhé. Mãi lo chuyện đám sói nên quên mất chuyện này nhỉ. Sejun ngập ngừng báo cho con mèo mà không biết phải nói sao cho phải. Trông bản mặt hớn hở của nó kia, chẳng biết nó đoán nhận tin xấu thế nào nữa. Quả nhiên cái hang tiền sử vang lên tiếng hét thất thanh của thương mèo. Nó không chỉ hét mà nằm trời người trên nền đất ăn vạ khóc lóc. Không có cá, sao lại không có cá chứ? Chủ tịch lừa đảo. Sejun nhíu mày nhìn nó bằng vẻ không vui, khóc lóc gì mãi thế hả? Ta đang cố gắng làm mọi điều có thể còn gì. Mực cầm búa bên cạnh nhìn con mèo mè nheo với vẻ không vui, coi chừng cho cây búa vào đầu. Thế mà Quýt vẫn còn ấm ức, nhất quyết đòi nghỉ việc ở đây nếu không có cá. Sejun biết nó chỉ nói dỗi nên không để tâm, hắn thò tay xuống hồ nước kiểm tra, bảo với mực có vẻ mức độ nhiễm độc ở đây đã giảm đi rõ rệt rồi phải không? Mày đã sẵn sàng chưa thỏ mực? Hãy khám phá vùng đất săn mồi mới của mình nào. Mực lúc lắc cái đuôi ngắn ngủn trên bờ đít mập mạp, kêu lên pika pika quyết tâm, đến lượt nó thể hiện rồi đấy.